lấy mật. Ôi, không có đủ mật hoa trong lỗ tổ ong. Ừ, hãy cùng lấy mật hoa nào. Trốn đi. Bạn đã có thêm một bình nữa. Làm tốt lắm. Sửa chữa tổ. Chúng ta là những ong thợ. Chúng ta hãy sửa tổ ong. Tổ ong đang thiếu một phần lớn. Bạn có thể sửa được không? Tôi là ông chúa, tôi sẽ có rất nhiều con. Kéo ấu trùng bé đến thức ăn. Băng đá sẽ đóng băng ấu trùng, hãy cẩn thận. Băng đá sẽ đóng băng ấu trùng, hãy cẩn thận. Thank you.
lông mặt kính mặt sân mô. Áo váy. Wow. Giày. Wow. Vương trưởng. Cánh. Cánh. Vương giày. Vương miện. Những chú ong thợ và ong bảo vệ dũng cảm của chúng ta. Hãy cẩn thận, ong bắp cải đang ăn cắp mật ong. Bắn hắn bằng bom đi. Kéo pháo để bắn đạn pháo đi. Chúng ta không thể để ong bắp cải đến gần. Đây là nơi kiến dự trữ thức ăn của mình. Ở đây có thêm thức ăn nữa. Yeah.
chuột kiến đi tìm thức ăn. Kiến chúa. Nhìn kìa, kiến chúa rất to lớn. Kiến chúa sinh ra kiến con. Trứng kiến thứ nhất được sinh ra. Khi kiến lớn lên, kiến trải qua một quá trình có 4 giai đoạn: trứng, ấu trùng, nhộng, trưởng thành. Tôi có 2 cái râu dài. Tôi có cái bụng to. Thank you.
Yeah.